Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ, miền Trung vẫn đang trong những ngày nắng gắt nhất của năm. Trạng thái oi bức sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, khi mà vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với ứng phơn chi phối toàn bộ khu vực Bắc và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ 37 cho đến 40 độ. Trong khi các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ hay khu vực các tỉnh Hòa Bình, phần phía Tây của Sơn La trời cũng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 đến 39 độ. Riêng tại khu vực các tỉnh Lai Châu, phần phía Tây của tỉnh Điện Biên hay là Tây Bắc của Lào Cai, về chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông cục bộ. Nhờ thế mà dù có nắng nóng nhưng cường độ không gắt, nhiệt độ cao từ 34 tới 36 độ. Dự báo đến ngày 22 tháng 6, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ bị nén và suy yếu nên nắng nóng sẽ giảm nhẹ về cường độ. Sau đó từ chiều tối ngày 22 sang tới ngày 23 tháng 6, khi một vùng hội tụ gió được hình thành thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên khu vực này. Cục bộ có nơi sẽ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Đồng thời nền nhiệt vì thế cũng sẽ giảm, tiết trời sẽ dịu hơn sau những ngày nắng nóng. Với miền Trung, trong hôm nay vùng thấp nóng mở rộng bao trùm toàn miền, vì thế mà các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến phần phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa đều tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất đều ở ngưỡng nóng gắt, dao động từ 36 tới 38 độ. Trong khi đó thì các huyện vùng núi phía Tây dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi còn có sự góp mặt của hiệu ứng phơn nên trời còn nóng hơn. Ở các khu vực này sẽ có nhiệt độ cao trên mức 39 độ, có nơi trên 41 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ sẽ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ. Dự báo đợt nóng này ở miền Trung sẽ còn khả năng kéo dài đến hết tuần sau. Riêng tại Bắc Trung Bộ trong ngày 23 và ngày 24 tháng 6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong khi đó thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại nên những cơn mưa vẫn xuất hiện rải rác về chiều tối. Mưa phân bố không đều về diện và lượng, nhưng cục bộ thì có điểm mưa to và trong cơn dông thì cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do có mưa nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ giảm còn từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ hạ xuống dưới mức 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 29 tới 32 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 32 tới 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 tới 31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 33 tới 36 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng,
Chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Giữa phía tây bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.